Xin chào tất cả các bạn, tụi mình chuẩn bị đi vô chợ siêu bồ đây. Siêu bồ ở trong sân bay Changi là nơi sẽ có cái thác nước siêu đẹp. Trong khi chờ cái thời gian để bay về Sài Gòn ngày hôm nay, ngày 19 tháng 5 năm 2022, thì bây giờ tụi mình sẽ đi vô trong siêu bồ. Siêu bồ này ở Terminal Tree, T Tree ở sân bay Changi. Bây giờ thì tụi mình đi vô nha, khám phá là có gì đẹp không nha. Hôm nay vợ chồng của mình á cùng nhau đi đến sân bay để rồi chiều nay mình á thì bay về Việt Nam. Đi, you can go this way. Còn mình sẽ, chồng mình thì sẽ bay về Papua New Guinea, còn mình thì sẽ về Việt Nam. Cũng may là mình đu đeo với ông xã, chứ nếu không thì hai ngày hôm trước thì trong lúc chồng mình về thì mình đã phải nằm chèo queo ở nhà khóc hu hu rồi. Mình nghĩ là một hồi nữa tới chiều thì chồng mình sẽ đưa mình lại đây thêm một lần nữa để cho mình check cao, để cho mình check in rồi đi ra cổng đợi máy bay. Thì bên cạnh thì sẽ có rất là nhiều người nè, rồi ở tại một cái nơi đông đúc như thế này thì bảo đảm là mình sẽ không thể nào mỏng nhẽo khóc lóc mè nheo với ổng nữa. Ổng tâm lý dễ sợ luôn á. Ông xã của mình đấy, anh xã của mình đang đang ở dưới. Mình thì có hai cái, mình thì có một cái vali, một cái vali to. Đợt này đúng nghĩa là mình đi du lịch luôn á. Lúc mình đi thì mình, cái vali của mình chỉ có một bộ quần áo với lại một bộ đồ ngủ. Còn bây giờ về thì cái vali của mình đã đầy ắp đồ, thì cũng chẳng mua gì nhiều hết, ngoại trừ quần áo thì mua hai bộ đó mà. Rồi mua một bộ tặng cho cháu trai mình á, bé Jun. Rồi mình mua một cái tốt, cái máy tốt, cái máy nướng bánh mì á. Tự vì mình á là thích ăn sáng với lại bánh mì đấy. Mà ở Biên Hòa mình không có kiếm ra được chỗ nào bán cái máy nướng bánh mì hết, mà cái máy này nó đâu có mắc tiền đâu, nó rẻ sình. Ở bên này mua có 45 đô à. Vậy mà ở Biên Hòa mình không có, đi xuống với bên cơm Sài Gòn cũng không kiếm được chỗ bán luôn, thì mình cũng ngại đi á, cho nên cuối cùng là thôi qua bên đây thì mua luôn. Đấy, đây là phía bên ngoài của cái lối vào Jewel. Ở đây là cái khách sạn Crown. Khách sạn Crown. Thôi mình không có quay cái mặt của mình nữa, để mình quay ở phía trên nha. Từ cái đầu dốc hồi nãy là ở đây nó cũng đâu có xa đâu. Mình đi rất là thong thả, vừa đi vừa nói chuyện. Nhưng mà từ nãy giờ cũng mới có 3 phút rưỡi à. Nếu như mà cái đường nó đi vô nó quá lâu thì mình sẽ ngưng video. Đấy, để mình quay phía dưới nha. Đây là ở phía dưới, phía bên ngoài của lối vào Jewel. Đấy, sáng hôm nay ngày 19 tháng 5 năm 2022 thì ở Singapore không có nắng nhiều, không có nắng gắt như là hôm qua, mà có vẻ u ám. Sáng sớm nay còn có mưa nữa, mà mình không biết là mưa nhiều hay mưa ít. Tự vì cái lúc mà mưa thì tụi mình đang ở trong tàu điện ngầm. Chắc mình bấm ngưng tí, mình đợi ông xã lên cái đã. Mình chưa có đi qua Mỹ, qua Úc hay là qua châu Âu, chưa có dịp đến những cái nơi mà có nhiều những cái công trình đẹp, chất lượng. Nhưng mà chỉ cần đi đến Sinh thôi thì mình cũng đã thấy mãn nhãn rồi. Đấy, cái tren này, chắc mình nghĩ cái tren này là để cho khách đó di chuyển từ cái Terminal 1 lại cái Terminal 3.
mình mỗi lần mà mình đến xin á thì mình rất thích, tự vì ở đây á mình dạng như là mình cảm thấy cái gì nó cũng tiện nghi hết, nó cũng sạch sẽ, rồi mỗi con người á ai người ta cũng muốn cũng sợ kỳ hết, người ta muốn làm những cái gì tốt đẹp nhất cho cộng đồng. Bởi vậy đi ra ngoài đường á mình thấy người ta không có làm những cái hành vi như là kẹt nhổ hay là nói chuyện to tiếng giống như là ở Việt Nam mình. Thì nói gì nói chứ mình cũng mong là mỗi ngày qua đi thì người Việt mình sẽ thay đổi cách suy nghĩ. Chứ nói gì nói, mình người Việt Nam thì tốt nhất mình phải ở Việt Nam chứ. Mình có dịp đi đến những cái nơi này là để nhìn, để quan sát, để tham quan, rồi học những cái hay, cái giỏi của người ta. Đấy, đây là Chiu Bồ đó là rất là đẹp. Cái nhà hàng Tin Thai Phong này, cái hệ thống chắc nó rất là lớn, ở đâu mình cũng thấy hết. Đấy, ông xã của mình tới ở đây. Trời ơi, ông cưng mình dễ sợ luôn á. Ông biết mình làm thích làm cái YouTube, bởi vậy lúc nào cũng hỗ trợ mình làm hết. Mặc dù là chồng mình biết mình thích làm rồi, làm rất là lâu, chưa có được có tiền, mà số tiền chồng mình giúp mình để mua cạc điện thoại nè hơi bị nhiều. Đấy, quá. Để mình thử đi ra ngoài cái thác nha. Chồng bánh đích tính tông. Đấy. Rất là đẹp. Ở Singapore này người ta không có muốn có những cái khoảng không nào để gọi là phí của rời hết. Những cái môn nào mà khó xử thì người ta cũng phải kiếm cách để khắc phục, để tạo ra những cái kiệt tác như vậy. My goodness thiệt là mãn nhãn hết sức. Phải gọi là ở đây, tới đây rồi mà không có tháo khẩu trang ra mà để quay vòng vòng những cái chỗ này để làm kỷ niệm thì phải gọi là phí của trời trước cái kiệt tác của người Singapore như vậy. Ok, ai cũng tranh thủ đến đây để chụp hình hết. Đấy, công nhân thì đang làm việc chăm chỉ. Phía bên trong là ông xã của mình. Ôi, quá đẹp luôn. Siêu xịn sò luôn chứ. Ở đây á, người ta làm để nước nó đổ xuống á thì đã đành rồi, mình thấy nó đã hết sức là đẹp rồi, mà còn thêm cái chỗ để nước nó đổ xuống rồi á lại có khói bốc lên, hơi nước nó bốc lên. Thì đối với mình cái nơi này á nha, chắc mình nghĩ hả chừng vài chục năm nữa cũng xếp vô cái dạng như là kỳ quan thế giới. Thiệt, nhiều khi mình nói nó hơi quá đáng thiệt, nhưng mà nó là như vậy. Trời ơi, quá đẹp. Ở dưới này thì còn có chỗ để
rất là nhiều chỗ người ta ngồi đây, chứ không có chỗ bán quán cà phê. Hình như bên kia có chỗ bán cái gì ăn được nè. Thôi để mình đi kiếm ông xã lại đây. Bây giờ thì chắc là tụi mình đi kiếm một cái toilet, và sau đó sẽ là kiếm cái chỗ nào đó để ăn. Hôm nay thì vô tới chỗ này thì mình không có nghĩ là mình sẽ mua sắm thêm bất kỳ cái gì nữa đâu. Tự vì từ hôm qua tới giờ mình đã mua sắm những cái mình cần rồi. Thì thật sự ra cũng chỉ có hai bộ quần áo thôi, chứ hai bộ quần áo của mình mua cũng có 140 đô xinh à. Mình thì cũng đâu có đi đâu nhiều. Rồi á, trong một năm tới mình lại trong một năm tới thì chồng của mình đâu có ở đây đâu. Mình mua nhiều làm gì, mặc vô ai coi giờ. Để chi mà có chồng ở đây mua rồi mặc để cho chồng nó nhìn nó ngắm, chứ chồng không có ở đây mua làm gì cho phí. Bởi vậy mình chỉ mua thêm một cái quần dạy cho quần lửng á. Thank sorry. Các bạn thấy không, ở sinh đó là ai cũng có cái tinh thần tự giác hết, đừng có để bị nhắc. Mình mới bị nhắc là mình đã cảm thấy kỳ rồi đó. Ở đây là lúc nào cũng phải theo cái chính sách, theo cái quy định hết. Đó là điều mà chồng của mình luôn nhắc nhở dạy dỗ mình mỗi ngày. Để sẽ đi vô trong toilet nha. Mình cho các bạn coi cái toilet ở trong cái Jewel á, ở trong Changi Airport ha. Đấy. Qua đến bên sinh á sẽ không có bất kỳ điều gì làm các bạn phải phải thất vọng hết. Ở đây là nơi để mình rửa mặt ha. Đấy. Chỗ này là chỗ để dành cho em bé. Đấy. Bây giờ mình sẽ đi vô một cái phòng vệ sinh ha. Rất là sạch sẽ, sạch hơn cái nhà của mình luôn. Đấy. Đây là phòng dành cho em bé. Đây là phòng dành cho người già cao tuổi. Vậy mình kiếm cái phòng nào bình thường thôi. Rồi phòng này bình thường nè. Đấy. Phòng của người bình thường. Hầu như ở trong mấy cái chỗ toilet ở bên sinh này là rất là tiện nghi. Có cái móc để mình treo qua đồ vật dụng của mình ha. Rồi bây giờ là có cái chỗ để mình rửa tay ha, rửa tay khô ha, giấy. Đấy, các bạn thấy không? Sàn nhà thì rất là khô ráo và sạch sẽ. Ở đây là dội nước bằng sensor ha. Đấy. Các bạn thấy cái toilet ở trong Zoo nó đẹp hơn ở nhà mình luôn. Đây là một cái điều mà khi qua bên sinh mình cảm thấy không bao giờ bị thất vọng hết. Bây giờ thì mình đi toilet đây. Tạm ngưng video. Và ở trên này nó còn có cái ngăn để mình để đồ của mình nữa. Đấy. Bây giờ thì mình sẽ để cái điện thoại của mình lên trên này để mình đi toilet ha. Ngưng đây. Hết. Sao Gateway Garden. Thank you.
Kobe. Con hen. Bây giờ thì mình sẽ đi một vòng xung quanh cái Jewel này. Jewel Changi Airport, Singapore. Hôm nay á, chồng của mình rất là dễ thương luôn á. Cứ là dành kéo hai cái vali to đùng để cho mình tiện tay cầm máy quay để quay phim. Hồi sáng mình, vợ chồng mình có dịp đi qua bên Chinatown, rồi ăn một chén thầu riêng, rồi mình thì ăn cơm với lại bao cô tê, cho nên bây giờ thì mình không có thấy đói, cho nên bây giờ thì không có cần thiết phải đi mua đồ ăn. Giờ thì mình đang tìm cách để đi xuống dưới để quay phim đây. Chỗ này muốn ăn là phải ship hàng. Ai đi, use this one đi. Chụp tấm hình. La 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 la. You come here. Thiệt sự là đẹp lắm luôn á mọi người ơi. Trời ơi, thác nước ở trong cái siêu hồ này rất là đẹp. Người ta làm cái chỗ mà để nó đổ rác nước xuống còn hoành tráng hơn nữa. Đó, rất là nhiều người. Có rất là nhiều người đến đây để mà chiêm ngưỡng cái vẻ đẹp này. Cái chỗ này là Jumbo Seafood. Chồng mình nói á, cái Jumbo Seafood này á rất là nổi tiếng vì đồ ăn rất là ngon. Và đây là con cua của họ đây. Trời ơi, con cua nó bự bằng hai cái bàn tay của mình luôn á. Nè, bự bằng cái bàn tay của mình luôn á. Đây là tôm hùm đây. Rồi. Đây là cá. So big. Fish. This one is fish. Cannot see. Fish. Lay and seaward. Anh xã của mình đúng là Superman. Trời ơi. Ở đây cũng có cái store của Adidas. Nhưng mà mình sẽ không mua sắm gì thêm nữa đâu. Có một sự dễ thương không hề nhẹ là mọi người đều tranh thủ check-in ở tại cái thác nước ở Zio này. Đấy. Very nice, very hot. Yeah.
hôm nay chắc là chưa phải là một cái ngày cao điểm, cho nên khắp nơi hàng quán thì đều rất là vắng vẻ. À, có chỗ này không có vắng, chỗ này có khách. Đây là cửa hàng New Balance. Đây là một cái nhãn hiệu dài rất là hợp ý, hợp chân, hợp tình dành cho hai vợ chồng của mình. Tại vì hai vợ chồng của mình ai cũng đều có một cái chân với một cái bề ngang rất là to, và chỉ có dài New Balance hoặc là Oasis thì mới hợp với vợ chồng mình thôi. Cho nên hai vợ chồng cứ hết đôi dài nào thì lại sắm một đôi mới, mà cứ là nhãn hiệu New Balance hoặc là Oasis. Mình thì mình không có hợp để mang giày của Nike. Adidas thì cũng tầm tầm, mình chỉ hợp với lại hai cái mẫu giày của Oasis và New Balance. Còn có một cái hiệu cũng khá là mắc tiền, đó là hiệu Skechers. Mình thấy nó hơi mắc luôn á. Chỗ này là cái gì? Shake Shack. Many people in Shake Shack. À, chỗ này là ra ngoài rồi đó. Chỗ này là bên ngoài. Người ta hay thấy sợ luôn á. Người ta xây một cái chỗ mà người ta luôn tính toán làm sao để cho nó có thể liên kết với tất cả mọi nơi, có thể dễ dàng tìm đến và quay trở ra. Đây. Mình không thể nào ngờ được là mình đã quay cái video này tới cái mức quá dài. Hiện tại đã 23 phút. Tính luôn cả những cái thời gian mà mình đứng mình tự sướng. Mấy cái shop ở trong cái sân bay này nha. Đây, một cái store của Nike, một cái store của Urban. Mình thì chưa mặc đồ của hãng này bao giờ hết. Apple. Cái gì mà nó đơn giản tới mức mà quá đáng thì chắc mình nghĩ nó là Apple. Thậm chí ở ngoài không thấy có cái tên của cái cửa hàng luôn. Nhưng mà nhìn cái màn hình có cái màu xanh điện thoại thì mình biết là của cái kho của Apple. Thương chồng dễ sợ luôn. Chồng luôn muốn làm cái gì. Here not the link, go to Terminal 3-1 ha. Thôi đi ha. Một cái store của Muji. Muji. Hả? Yeah, but we just haven't seen yet. Didn't see. Thêm một cái store của Coach ở phía dưới nữa. Mình á, là mình đang thích một cái giỏ,
một cái giỏ này nè, màu xanh xanh này nè. Nhưng mà mình không có dám mua ở đây, sợ chồng của mình nói sao mà nó mua nhiều quá. Đấy, cái giỏ này nhìn rất là ưng luôn. Quách đi. Hả? Đấy, Yoshi. Hola đi. Pearl à, Pearl à. Chồng của mình mới ghẹo mình. Chồng mình thấy có cái hiệu Pola nè. Đấy, cái hiệu Pola nè. À, cái mình thích đó là cái hiệu Pola luôn. Mà bến trên mạng hôm qua à, giá khoảng gần 200 á. Mà mình không có dám mua. Trời ơi. Chồng đi làm cực. Vợ chưa có đi làm được. Mà chồng còn phải lo cho chuyện nhà, chuyện cửa. Mà bây giờ cứ sắm sửa nhiều quá. Thứ nhất là tốn tiền của ông xã. Thứ hai là có sắm, ông xã cũng không có ở đây để ngắm mình xài. Cho nên tốt nhất là chờ khi nào có tiền, chờ khi nào ông xã qua đây ở luôn thì mình sẽ sắm. Hơi đau đầu quá ta. Từ nãy nó lượn qua lượn lại là gặp cái chỗ này. Mày xin the pub. Chữ P&B này chắc đọc là pub. Food and Locker. Food and Locker. Một nhãn hiệu nữa của thể thao hả? Đồ thể thao. Giờ cạnh tranh quá trời quá đó. Trời ơi, cái chỗ này mình đi ngang nó thơm. Bath and Body Works. Nó thơm, tàn canh giá lạnh. Chỗ này là gì đây? Chỗ này bán mấy cái đồ trang điểm. Bán đồ trang điểm. Chỗ này là cây bút hả? Lâu ghê mà mới thấy cái cây bút cái hồi như vậy. What is this? Đây là gì đây? Wow. Win on weekdays. Daily price. À. Đây là gì? Singapore Airlines. Này là gì đây? Turtle. Cái cửa hàng Turtle là cái cửa hàng con rùa. Nhưng mà chắc bán mấy đồ linh tinh. Mình chơi, thấy chưa? Bán đồ linh tinh, đồ chơi cho nít. Mà toàn là người lớn vô mua không à. Mà cũng đúng thôi. À, trước khi về thì phải có cái gì để tặng làm quà cho con cháu chứ. Để I took have a look đi. Đây là gì đây? Sheep and pig. Đây, có một cái giỏ mình thích nè. Để coi nó nhiêu tiền, hiệu gì đây? Man. Không biết nhiêu cái. Để coi thử. Made in Korea. Cũng khá đẹp, nhẹ nhàng. Này nhiêu cái đây? Để coi hãy nếu mà nó rẻ rẻ thì mình mua. Mình cũng xịn xò chứ bộ. Đang cái mình thích nè, cái vẻ rất là đơn giản. Đấy. Đấy, hết sức là đơn giản. Để coi. Nếu mà nó rẻ hơn 100 đồng thì mình sẽ mua. Chứ nhiều hơn thì mình sẽ không mua. Cái hiệu này chắc rẻ. Từ đây cái đường cắt của nó hơi bị thô. Rất là đơn giản. Hãy nếu mà khoảng ở đây nó có giá nè. Không biết cái này là cái giá gì đây. Ở đây cùng cái mà nó có giá là 223.80. Không biết là đô sinh hay là cái gì đây. Thôi để mình hỏi thử. Nếu mà rẻ thì sẽ mua. Mình mới hỏi cái giỏ đó rồi.
kiểu dáng đơn giản. Cắt cúp thì nó hơi thô thô. Nhưng mà bà nói là, chỉ nói là cái da thì là bằng từ cái da của trái táo. Nhưng mà có cái giá là 236 đô sinh. Trước đây thì là 263 đô sinh, bây giờ là 236. Trời ơi, nếu mà vậy để tôi xuống dưới đất tôi mua thêm cái túi Perla này. Mình thấy trên mạng nó là 130 mấy, 130 mấy đô. Hay là mình xuống dưới mình coi. Có quyền coi thử mà, đúng không? Ok. Đây là dành cho massage. Massage. Adidas. Hình như mình đang quay trở lại cái nơi đầu tiên. Mình đang quay trở lại nơi bắt đầu. Quay trở lại nơi bắt đầu. Đi go down somewhere đi. Over there. Phi là một nhãn hiệu đến từ Hàn Quốc. Và phía đằng kia là hai cô gái Việt Nam đang nói chuyện tiếng Vietnamese. Thấy. Trời. Chỗ này mới đây, để thay đổi thôi. Thay đâu. Timberland. Puma. Muji. Bây giờ thì mình lại đi xuống tầng dưới đây. Phía đằng kia là một chiếc xe hơi. Không biết nó phải của mình không nữa. why does the car stay đi? Ok, from here you can go to Terminal 1. Từ cái lối này, cho mình có thể đi đến Terminal 1 để check in cho chuyến bay của ảnh. Cái này là lucky draw, là khuyến mãi á. Cái này chắc là spend 50 only. Ok, máy điện thoại của mình nó đã hết pin rồi. Cái video này nó mới quay quá dài rồi. Với lại những cái gì cần quay ấy, chẳng hạn như cái thác nước thì mình đã quay rồi. Còn bây giờ thì vợ chồng của mình sẽ đi vòng vòng để đợi tới giờ thời gian check in để mà check in để lên máy bay nha. Xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn các bạn theo dõi video của Thư Bông.